Quý vị và các bạn thân mến, hầu như tất cả ai, những người con đất Việt, chúng ta đều biết được rằng lãnh tụ Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là người con ưu tú của làng Sen xứ Nghệ. Nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết rằng quê ngoại gốc gác của người lại xuất thân từ xứ Nhãn Lồng, Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay, thì xin mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu để cùng chúng tôi tìm hiểu về điều này. Về làng Vân Nội vào một ngày thu dịu mát để tìm hiểu về ngọn nguồn, nơi xuất phát của dòng họ Hoàng xưa kia đã sinh ra bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Hồ Chủ tịch. Những người làm chương trình được gặp gỡ và trò chuyện với ông Hoàng Nghĩa Trung. Ông là người con của dòng họ Hoàng, là một trong những người đã tìm ra mối liên kết thiêng liêng giữa họ Hoàng ở nơi sinh ra mẹ Bác Hồ tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và tổ tiên dòng họ Hoàng tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ việc lần tìm lại gia phả từ 20 đời trước, rồi dày công biên dịch tại Viện Hán Nôm, rồi đến những chuyến đi dài ngày vào Nghệ An để lần tìm và kết nối những trang sử vẻ vang của thủy tổ dòng họ Hoàng tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên dần được nghiên cứu nhiều hơn và đã tìm được ra nơi xuất phát câu chuyện về quê ngoại Bác Hồ ở nơi đây. Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, là con gái cả của cụ Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, tỉnh Nghệ An. Theo gia phả, cụ tổ dòng họ Hoàng ở Nghệ An là cụ Hoàng Nghĩa Kiều, sinh năm 1540, mất năm 1587, là người làng Vân Nội, xã Hồng Tiến, tỉnh Hưng Yên, vốn là quan võ của nhà Lê, đời Lê Chiêu Tông. Năm Đinh Tị 1557, cụ là quan thái phó, đem quân vào Nghệ An dẹp quân nhà Mạc. Sau đó, cụ được phong chức tổng binh và được giao trấn giữ Nghệ An. Các đời sau đều sinh cơ lập nghiệp ở Nghệ An với các chi nhánh ở Hưng Nguyên, Đô Lương, Nam Đàn. Đến đời cụ Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của Bác Hồ đã là đời thứ 19 và đến đời bà Hoàng Thị Loan là đời thứ 20. Từ năm 1994-1995, họ Hoàng tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tìm đến thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu để đối chiếu gia phả. Qua đối chiếu thì dòng họ Hoàng tại Hoàng Trù và họ Hoàng ở Vân Nội là một dòng họ cùng chung tổ tiên là cụ Hoàng Thế Chân. Gia phả cùng với văn bia là những bằng chứng khẳng định thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là quê hương gốc của thân mẫu Bác Hồ. Năm 2003, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xây dựng nhà thờ bà Hoàng Thị Loan tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Đền thờ bà Hoàng Thị Loan được khởi công trên khuôn viên cũ của đình Vân Nội với tổng diện tích là 5.200 m². Nhà thờ được xây dựng 5 gian theo lối truyền thống bằng gỗ lim lợp ngói. Bao quanh khu đất là diện tích ao hồ trồng sen tôn thêm vẻ đẹp cho di tích. Ngay chính gian giữa của ngôi đền treo bức đại tự có ghi Quốc mẫu uy nghi, có nghĩa là xứng đáng là người mẹ chung của Tổ quốc Việt Nam. Hai bên có treo đôi câu đối Vân Nội anh hoa thiên cổ tại, hoàng môn phẩm tiết tứ phương lưu. Nghĩa là tinh hoa Vân Nội ngàn năm tại, phẩm tiết nhà hoàng dạy bốn phương. Tại đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật ghi nhận công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan cùng những ảnh hưởng của bà và dòng họ Hoàng tới sự nghiệp sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những tư liệu và hình ảnh còn lưu lại tại nhà thờ cũng như những câu chuyện kết nối giữa hai vùng quê, khách tham quan đến đây có thể mường tượng được phần nào những nét khái quát nhất về cuộc đời chịu thương chịu khó và đức hy sinh cao cả của thân mẫu Bác Hồ. Theo đó, bà Hoàng Thị Loan đẹp người đẹp nét, giỏi giang nội trợ, thông thạo nghề ươm tơ dệt vải. Bà đã tảo tần chăm lo xây dựng gia đình, nuôi chồng học hành thi cử đỗ đạt. Bà đã sinh được 4 người con, trong đó có người con vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Chiếc khung cười của hàng trăm năm trước hiện hữu trong không gian của ngôi nhà thờ như làm sống dậy những câu chuyện xúc động về người mẹ giản dị của một vĩ nhân. Trong hoàn cảnh gia đình quá chật vật khó khăn và nhất là với tấm lòng cao đẹp của người mẹ không muốn con mình quá thiếu thốn, với quyết tâm của người vợ không muốn chồng mình phải ngừng học tập vì miếng cơm manh áo, bà đã lao động cật lực.
bằng lao động, bằng cả tấm lòng yêu chồng thương con. Bà đã hy sinh tất cả vì chồng con, và chính bà đã vun đắp nên cuộc đời và sự nghiệp đẹp đẽ của họ. Là một người mẹ cần cù chăm chỉ, bà đã biết dạy các con yêu lao động, biết làm những điều phù hợp với lứa tuổi của mình một cách say mê sáng tạo. Nếp sống giản dị, thanh cao, yêu lao động đó được phản ánh rất rõ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Chính những câu chuyện đó về bà Hoàng Thị Loan và những hiện vật lịch sử khác về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đã có tác dụng rất lớn đối với việc giáo dục truyền thống đạo lý cho các thế hệ sau. Năm nào cũng vậy, là nhà trường kết hợp với công đoàn và triển khai đến từng tất cả các giáo viên trong nhà trường là thống nhất một tinh thần là giáo dục cho các em hiểu biết về truyền thống của xã Hồng Tiến và đặc biệt là khu di tích tưởng niệm của cụ Hoàng Thị Loan, thân sinh ra Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Thì nhà trường đã triển khai cụ thể một số công việc thường xuyên tổ chức từng đoàn giáo viên rồi học sinh đến để cho các em lao động và giảng cho các em. Các em về là được viết những cái lời mà chân thành, những cái lời tình cảm nhất của mình về sau cái buổi đó, thì chúng tôi thấy là nhiều em đã thể hiện được một cái tinh thần của một cái người mà lớn hẳn. Mỗi lần nhà trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa thì cho chúng em đến đây để chúng em hiểu thêm về bà Hoàng Thị Loan, hiểu thêm về tuổi thơ của Bác Hồ, thúc đẩy chúng em học ngày càng tốt hơn. Mỗi lần đến đây thì em biết được rất là nhiều tuổi thơ của Bác và công ơn của Bác đối với nước, và ngưỡng mộ tình mẫu tử của bà Hoàng Thị Loan đối với Bác. Em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một người có ích cho xã hội như mong muốn của Bác. Một phần tại nhà thờ được dành để trưng bày, giới thiệu những hình ảnh và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Hưng Yên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 10 lần về thăm Hưng Yên, người đã dành những tình cảm đặc biệt cho quê hương Nhãn Lồng. Hàng năm cứ vào ngày giỗ tổ dòng họ Hoàng, mùng 6 tháng Giêng âm lịch, và ngày giỗ của bà Hoàng Thị Loan, 22 tháng Chạp âm lịch, con cháu dòng họ ở khắp nơi lại tề tự về đây để ôn lại truyền thống vẻ vang của dòng họ, cũng như lắng nghe những bài học về đạo lý, về đức hy sinh của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ. Về đây để là như vậy là ngày giỗ để ôn lại cái chuyện như vậy là lịch sử của dòng họ. Cái thứ hai là như vậy uống nước nhớ nguồn, nhớ lại tinh thần của ông cha, giáo dục con cháu là phát huy tinh thần của nền móng của cha ông để lại cho chúng ta đến ngày nay, và giáo dục con cháu học tập đến nơi chốn và chấp hành đầy đủ mọi chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc xây dựng nhà thờ bà Hoàng Thị Loan thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ngôi đền được nhân dân cùng chính quyền địa phương luôn quan tâm bảo tồn và hương khói, thể hiện lòng tôn kính với thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể rất quan tâm, đồng thời liên tục tức là coi trùng tu và tu bổ, và đồng thời làm công tác vệ sinh xung quanh cho cái khu vực khang trang. Thế đồng thời để luôn luôn tục tức là tiếp đón những đoàn khách của Trung ương rồi là các tỉnh trong nước và ngoài nước cũng có về tức là dâng hương tại nhà thờ. Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan giản dị như chính tính tình hiền thục, một đời vì chồng vì con của bà. Cùng với hệ thống các nhà tưởng niệm danh nhân trong tỉnh, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan chính là một địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Với ý nghĩa to lớn và những tiềm năng sẵn có, nơi đây đã và đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn của nhân dân Hưng Yên và du khách thập phương.